Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây chia sẻ một chủ đề. Trong lòng bàn tay mình thì có những cái đường xấu và đường tốt. Chủ đề hôm nay mình làm là những con đường nào mà tốt, đẹp. Mà chủ đề hôm nay nói về bàn tay mình có những con đường tốt, đẹp, giàu, sang mà mình vẫn còn nghèo đó. Nó nghịch lý không quý cô chú anh chị em? Cho nên hôm nay là Tuyết Già chia sẻ cùng quý cô chú anh chị em với các bạn trẻ tại sao mà mình có cái đường nào á nó cũng giàu sang phú quý hết trơn á, đường toàn là trong sách để đường đẹp, đường tốt không, mà tại sao mình vẫn còn nghèo là lý do như thế này. Trước tiên á là các bạn phải xem á, các bạn mở cái bàn tay mình ra đúng không? Cái bàn tay mình á thì á phải hồng hào, thì trong lúc mà bàn tay mình hồng hào, bàn tay mình dày càng tốt, càng hồng hào càng tốt. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là mình xem coi cái đường tâm đạo của mình, trí đạo và đường sinh mệnh, đường mạng đạo, đường cái mạng sống của mình, ba đường chính của mình có đẹp không, có dày không, có đừng có, cũng như là đừng có cắt đứt, đừng như thế nào. Đó là bắt đầu mình xem dần dần tới ba cái đường này đã đẹp rồi đúng không, thì bắt đầu mình sẽ xem vô cái đường giàu sang nè, cái đường vận may nè, là mình xem cái gì, là mình xem á ở dưới cổ tay mình có cái đường vận may hay không. Nếu mình không có cái đường vận may nằm ở dưới cổ tay mà mình có cái đường tài vận, đường thái dương, đường định mệnh nằm ở trên đường tâm đạo, đây trên đường tâm đạo này, khu vực này quý cô chú anh chị em, thì mình nói ủa sao tay tôi đường gì cũng có hết mà tại sao vẫn còn nghèo. Tức là nếu như mình có những cái đường mà nằm trên đường tâm đạo, đường thái dương, đường định mệnh, đây đường tâm đạo mình đây, mà nằm trên đường tâm đạo là mình phải tính từ cái tuổi 50 trở lên nha quý cô chú anh chị em. 50 trở lên là chỉ có hé lộ thôi chứ cũng không có tiền vô nhiều, nó giống như là chút xíu gì đó. Rồi bắt đầu mới vô là khoảng 55 tuổi là chính xác nhất đó quý cô chú anh chị em. Đây là những cái đường nằm trên đường tâm đạo, đường thái dương, đây đường thái dương, đường định mệnh, thì nằm trên đường tâm đạo này á là cái hậu vận về sau. Cho nên á mình làm ăn cái gì nó cũng không có được hết trơn, tại vì đây là cái hậu vận từ 55 tuổi trở lên, ít nhất cũng phải 50 nha quý cô chú anh chị em. Cho nên mình vẫn còn nghèo, mình vẫn còn vất vả là như thế. Rồi có những em mà mới có 20-25 tuổi mà tại sao những em đó có những cái đường giống như mình, thì trong sách người ta để cũng như là đường định mệnh, đường thái dương, đường may mắn, thì cái tên đường gọi giống là giống nhau, nhưng mà cái đoạn đường á nó sẽ không có nằm ở trên, thì những em còn trẻ là đã nằm ở cái khoảng gần cổ tay. Cho nên mấy em nằm gần cổ tay thì những cái đường định mệnh và đường thái dương mà nằm gần cổ tay thì mấy em này giàu ở tuổi 25 đó. 25 người ta đã giàu rồi. Rồi nhiều khi mình cũng có ở đường ở ngay cổ tay mình đúng không quý cô chú anh chị em, mà tại sao mình nghèo kê giấy là như thế này. Cái đường của mình nằm ngay cổ tay mà nó bị mờ nhạt quá, nó lợt lạc quá, rồi đâm ra nó không có kết quả gì luôn á quý cô chú anh chị em. Cho nên ha, cái này là mình phải ráng cố gắng mà tu bổ thêm cái vấn đề phước báo thôi. Chứ còn nếu đã cái đường đậm đẹp á thì là mình đã hưởng liền à. Đó là tại sao mà mình vẫn có cái đường mà thái dương, đường cái kho tài vận của mình, mà tiền ở đâu nó không có chịu vô kho, mà mình làm giống như là cơm ăn ngày hai bữa đủ thôi chứ không có dư giả gì hết. Rồi xong rồi là tại vì cái đường định mệnh của mình nó cắt đứt nhiều quá đúng không, nó có đảo, nó có dòng sông, thì nó làm cho cái số tiền của mình nó sẽ ra, nó ra rất là nhiều đó. Rồi
cái đường mà đã tiền đã ra nhiều ở trên cái sức khỏe của mình rồi, xong rồi mình gặp cái đường mà cái kho tài vận nó lại nằm ở trên đường tâm đạo nữa, thì làm sao mà mình có tiền liền được, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì cái này mình phải chờ, mình chờ cho đúng cái tuổi mà ít nhất cũng phải 50 trở lên thì mình mới được được hưởng đó. Rồi tại sao mà ngoài cái đường tâm đạo này mà mình có một cái dòng mộc tinh như thế này là nằm trên cái gò mà mộc tinh nè, thì mình sẽ hưởng, bắt đầu đậm tới đâu là mình hưởng tới đó. Tức là nếu như cái đường này đậm sớm hen thì mình hưởng ở tuổi 25, mà đậm trễ thì mình hưởng ở tuổi 30, 40, 50, nhân cái đậm lên đó quý cô chú anh chị em đó. Cho nên hả, cái chỉ tay trong cái lòng bàn tay á là 6 tháng thay đổi một lần, có thể sớm hơn hoặc là trễ hơn đó, có khi 2-3 tháng cũng thay đổi hoặc là bất chợt, có một tuần lễ là mọc lên cái sự may mắn liền luôn á quý cô chú anh chị em, mà bất ngờ, những cái con đường mọc lên rất là bất ngờ đó. Cho nên Tiết Già chia sẻ rất là tận tâm để quý cô chú anh chị em và các bạn trẻ cùng tham khảo với Tiết Già. Cho nên hả, mình giống như là mình sẽ nhìn cho nó kỹ chút xíu là mình được kết quả. Có những cái bàn tay mà đưa vô một cái là coi như là mình thấy rồi, 25 tuổi là nhà cao cửa rộng. Mà tại sao ta nhà cao cửa rộng mà ở tuổi 25 vậy? Tự vì cổ tay người ta có một cái núi đây, đây nè. Tự nhiên cái cổ tay vậy nè, có một cái núi ở đây, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì cái núi này tức là cái núi tiền, núi vàng, núi bạc, núi mà gọi là núi nhà, núi cửa, nó cái núi gọi là núi My Home. Cái núi My Home là cái căn nhà của tôi đó. Rồi có những em á, trên cái núi này lại mọc thêm một cái đường định mệnh cắm lên cái núi nữa quý cô chú anh chị em. Rồi cho nên những em này 25 tuổi là người ta đã thành đạt, người ta đã có nhà có cửa mà tiền nó vô ào ào đó. Rồi còn nếu như á, mình cũng có đường y như vậy mà mình quá lợt lạc thì á, là cái này là coi như là mình chưa được luôn á quý cô chú anh chị em, mà có thể không được nữa. Tự vì nếu như cái đường mà nó quá lợt, nó cắt đứt, nó nhầu hết trơn là tất cả những cái đường này là không có tính luôn, giống như là có gì để nhìn vậy thôi chứ không có kết quả gì hết luôn nha quý cô chú anh chị em. Tức là cái đường phải đẹp mới được, tất cả những cái đường gì trong lòng bàn tay mình phải đẹp đó. Rồi nếu như mà quý cô chú anh chị em nói bây giờ mình cũng có cái đường định mệnh, đường Thái Dương, nhưng mà bây giờ tới nửa chừng trong cái lòng bàn tay gì nè, cái tự nhiên trống lỏng mà, tức là nó chạy tới đây cái nó dừng lại, đúng không quý cô chú anh chị em? Rồi nó chạy tới đây nó dừng lại là coi như là mình làm ăn tới cái thời 30, 35 tuổi, 40 tuổi là bắt đầu cái nó ngưng lại luôn, cái nó không có làm gì được hết trơn luôn đó. Rồi cái bắt đầu nó, ủa sao tôi có cái đường này mà tại sao tôi làm ăn không có được, tự vì nó đã ngừng lại rồi. Nó ngừng lại rồi, rồi làm sao mình làm được? Rồi nếu ai may mắn á, thì cũng là cái đường đó, mà cái đoạn dừng lại nè, thì mình người không tính đi, tại vì đã dừng rồi. Cái bất chợt á, thường thường bất chợt là hay chạy lên đường tâm đạo, từ cái đường tâm đạo này chạy lên luôn. Đó là người ta gọi là cái đường hậu vận về sau. Nếu mà cái đường của mình được nối lại, tức là mình nối trên cái từ tâm đạo trở lên, đó là mình được cái hậu vận mà ở cái tuổi mà tuổi già của mình đó quý cô chú anh chị em. Cho nên trong cái lòng bàn tay này ít có người nào mà được một cái đường nào mà nó chạy thẳng từ ở cổ tay chạy thẳng lên hết, thì cái cũng có chứ không phải không, nhưng mà đó là số rất là ít đó. Tiết Già nghiên cứu, Tiết Già thấy là cái số ít dữ lắm luôn. Nó từ ở đây mà nó chạy lên đây thì người ta từ hồi bé đến lớn, hồi nhỏ đến lớn là người ta làm ăn tới già luôn. Tức là 25 tuổi người ta đã giàu cho tới già, tới 70, 80, 90 luôn. Đó, nó đơn giản vậy thôi chứ nó không có khó gì lắm. Xem chỉ tay là không có khó, mà tại vì cái đường nó không có chịu chạy. Rồi, có những bàn tay nó ngộ, nó lạ lẫm vậy nè. Tự nhiên cái ở cổ tay nó rất là đẹp, đường rất là đẹp, xong rồi nó chạy tới đây.
nó dễ dừng ngay cái đường trí đạo lắm đó, quý cô chú anh chị em. Nó dừng ngay đường trí đạo rồi bắt đầu nó có một cái đường cản ngang đường nữa, trên cái đường mà định mệnh của mình nữa, là những người này á là khoảng 35, 37, không tới 40 là sự nghiệp nó đã dừng lại, không làm được, là bắt đầu là một thời gian khoảng 32, 35 là bắt đầu nó xuống dốc dần dần. Đó, dần, nó chính giữa bàn tay nó không chịu chạy nữa, là coi như là mình không làm ăn được. Đó, rồi nếu như mà may mắn á, thì là mình được chạy tiếp đó quý cô chú anh chị em. Rồi có những bàn tay tại sao mà nó ở dưới này nó không có, mà nó có trên đường tâm đạo không à. Rồi xong rồi tại sao mình nhìn vô mình nói ừ, sao thấy tự nhiên cái người đó, người ta sao giàu dữ vậy. Nhưng mà mình nhìn kỹ là cái quá trình ngày xưa mình đâu có biết là hồi thời trẻ người ta rất là khổ, người ta rất là nghèo, nghèo dữ lắm. Tại vì cái cổ tay người ta không có một cái đường tài vận may mắn gì hết, không có đường định mệnh gì hết. Nhưng mà do cái sự tu tập, cái sự phước báo của người ta, cho nên người ta được nằm trên đường tâm đạo, bắt từ nguồn tâm đạo chạy lên. Đó, thì bắt đầu người ta đã hưởng cái phước báo trở về già. Tiết già chia sẻ thật, rất là thật lòng. Tự vì Tiết già đã nghiên cứu ở trong sách rồi, Tiết già thấy là coi như những cái con đường nào mà cần thiết cho người 25 tuổi, 30 tuổi hoặc 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Tự vì cái quá trình mà vận mệnh của mình á, là coi như là mình phải đi theo cái đường chỉ tay vận mệnh đó. Nè quý cô chú anh chị em xem nè, cái đường Thái Dương, cái đường định mệnh như thế này, nằm ở trên đường tâm đạo mà mình mà làm sao mà còn trẻ mà mình làm ăn được, ở dưới này nó trống lốc. Mà nếu như chẳng may cái đường Thái Dương và đường định mệnh không đụng vô cái đường tâm đạo, không đụng vô cái đường tâm đạo nha quý cô chú anh chị em nha, cái này là còn chờ nữa đó quý cô chú anh chị em, nó khó dữ lắm. Nếu như mình không đụng vô đường tâm đạo thì là mình phải chờ thêm vài năm nữa. Tức là nếu như cái người mà có cái bàn tay giống như mình, mà người ta có những cái đường Thái Dương, đường định mệnh đã đẹp như thế này, mà người ta đã đụng vô đường tâm đạo rồi là người ta hưởng liền, còn mình vẫn chưa hưởng. Đó, mình cũng y chang như vậy nè. Đó, hai đường giống nhau, giống dễ sợ không? Mà nhìn kỹ mới thấy rằng tại vì không đụng vô đường tâm đạo nha quý cô chú anh chị em. Cho nên ha, Tiết già học biết nhiêu thì chia sẻ nhiêu, mà Tiết già học cũng rất là kỹ để chia sẻ cùng quý cô chú anh chị em. Video chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.